Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với Kim Lai Cuộc Sống Gemini. Hôm nay gia đình mình đi Hòa Lan, đi biển, lại một ngày đẹp trời. Nhà mình rủ nhau đi Đền Hát, biển Hòa Lan. Mình xin giới thiệu với cả nhà là mình xin chia sẻ đến cả nhà là đi biển Hòa Lan với lại cái cuộc sống, với lại đi chợ trời ở Hòa Lan cho cả nhà cùng xem nha. Chuyến đường từ Đức qua Hòa Lan như thế nào, cả nhà cùng xem nhé. Thank you.
Mấy cái nồi này, cái nồi gì bự quá này. Bao nhiêu tiền nhưng mà cái nồi này nhục xương được. Cái nồi này nhiều khi nấu cái gì này. Yeah, it's something out today. Yeah. You like this one? Okay. Ja, dat kennen wij. Nog wat van leren. Ja, wat vind je? Wat is er een Hôm nay chúng tôi đi chợ cá chợ trời ở Hòa Lan, ở nơi Đền Hắc á. Cái khung cảnh buôn bán ở đây là giống như là ngay trung tâm chợ Sài Gòn ở Việt Nam á, cách trưng bày nó y chang à.
chọn chợ này lớn ghê kìa. Tươi ngon, cái bán hàng rất là yên tĩnh, không ồn ào. Bà con đến mua rau cỏ rất là nhiều. Bên này người ta cũng bán xoài lại đây. Cũng một đồng. Ở đây người ta bán mỗi một cái xoài lại như vậy là một đồng. Như vậy là gọi là cái xoài lại đấy các bạn. Cái xoài lại như vậy là một đồng. Chuối năm chục sen ký lô à? Chuối đô lờ đô lờ 50 sen nè. Khoai lang không chị Hà? Khoai lang ở nhà mua rồi chứ ghê chứ ngon hay không á chứ. Khoai lang ở vậy vậy mình mua y chang khoai lang này mua 2.99 ký. Ở đây khoai lang thì sao rồi? Thank you. Cá cá tôm cua ghẹ không còn gì hết, không còn thiếu cái gì. Cua à? Cua bao nhiêu ký vậy? Vỏ cua lớn này. Cua đá hả? Ừ. Ok, $27 đồng mà sống. Sống.
12 euro 50 cents. 3 packs. Đồ ra được bao nhiêu một ký? Hello, hello. Đồ ra được ngon ghê nha, bao nhiêu một ký nha? Bao nhiêu? 8.5 ký. Lên lên cả lắc sang. Lên mắc cả. Tại vì nó bé béo không giống ngon lắm. Ngon lắm. Lên ngắm ăn, lên cá lắc ngon lắm. Đây là cái con gì cả? Con gì con ở đó ngon lắm. Thấy không? Wow, nguyên dàn này cá không mình tưởng. Đó, nó có cá, nó cá đóng. Quá trời luôn rồi. Chúng chiều về nó bán rẻ. Dạ. Anh hỏi mở cửa tới mấy giờ? 5 giờ. Cá ngừ này, cá ngừ, cá này full fish à. Cá ngừ, cá ngừ. Cá ngừ ngon lắm à. ba đồng năm cái đầu cá lắc. Ở này cũng 3 đồng 4 con nè. Wow, đúng là chợ cá mênh mông. Mênh mông cá. Đối diện đây là hàng thịt nha. Bà con lại vô cá không? Cá tươi đây. Rồi tiếp tục kéo dài đến hàng cá tiếp nào. Cá không là cá này, quán chỗ này là chợ, đúng là chợ cá thì. Wow, quanh vòng. Chiều về bắt đầu là. Dạ dạ. Chiều về bắt đầu là mua đó, mang về tại đi xa. Đi xa mình không thể mua được bây giờ. Ốc đây. Đây là ốc này. Wow, đúng là chợ cá mênh mông.
mênh mông cả. Cả nhà ơi, video của mình đến đây xin khép lại. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã đón xem và ủng hộ kênh. Mến chúc cả nhà vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Chào thân ái.